Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày mùng 6 tháng 6 năm 2020. Và trước màn này nhỏ quý vị, đây thì hôm nay chúng tôi vừa hoàn thiện xong một bộ sập thờ cũng như sập ngồi. Đây, có thể gọi đây là một bộ nội thất phòng thờ. Hàng rất là đẳng cấp. Đây là bộ sập mà bộ sản phẩm tôi làm theo đơn đặt hàng của anh Hưng. Anh Hưng ở tại Phú Lạc. Anh chuyên quay vịt nhé quý vị nhé. Thì đây hình ảnh tổng thể của bộ sập đây quý vị thấy đây. Bao gồm một chiếc sập thờ mai điểu và một chiếc sập ngồi thập điểu quân mai và chất liệu gỗ vụn. Hàng cực kỳ đẳng cấp. Tổng thành của bộ sản phẩm đây quý vị đây. Khi kê vào phòng thờ chúng ta thì sẽ rất là hoành tráng. Về chi tiết kích thước như sau. Thì chiếc sập thờ bên phía trong này thì là có kích thước là chiều ngang là 1m97, cao 1m17, sâu là 1m07, chân 20. Chiếc sập ngồi phía trước này thì là kích thước là 1m6 x 2m. Toàn bộ sản phẩm của tôi là hàng chọn lọc gỗ cũng như là phần đục chạm rất là đẹp. Đây tôi sẽ quay gần và quay chi tiết hơn để cho mọi người xem được. Đây là mẫu sập mà thập điểu quân mai được đục chạm thì rất là cầu kỳ. Mẫu bình thường tôi là hay đục Ngũ Phúc, riêng mẫu này là đục thập điểu quân mai, có nghĩa là 10 con chim điểu quần trên cành cây mai. Đây, vị này có 10 con chim nhé. Xin chiếc xạ sập này, đây này, 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5 này, 6, 7 này, đó, đây này là 8 này, 9 này, 10 này, 10 chú chim điểu được vần trên cây mai. Toàn bộ đường nét là đục chạm thì là cực kỳ đẳng cấp rồi. Quý vị thấy được cái độ sắc nét như là kênh bong, bồng bành. Đây, rất là kênh bong và bồng bành, chúng mình luồn tay được quý vị nhé. Hàng đục chạm rất là đẳng cấp luôn này. Tầng tầng lớp lớp luôn này. Đây, đó. Thì quý vị nhìn thực tế bên ngoài mới thấy được cái độ bồng bành của nó. Còn quý vị nhìn qua màn này nhỏ thì nó hơi khó hình dung một chút. Để kể những chi tiết rất là nhỏ. Rồi thì những cái bông hoa này quý vị thấy. Rất là đẳng cấp, không phải người thợ nào cũng thể chạm khác với những cái dạ sập đẳng cấp như thế này. Rất là chi tiết, thì quay chi tiết cho mọi người xem. Sập rất là đẳng cấp. Phần mặt là mặt hai lá và chân là 22. Đây là một góc máy nghiêng khác của chiếc sập thập điểu quân mai, một chất liệu gỗ vụn. Bây giờ đi vòng quanh nhé. Đây là phần dạ ngang này. Dạ ngang là cũng được đục chạm rất là đẹp, cực kỳ là sắc nét luôn. Bên phần dạ ngang sắc nét, nó không có độ bồng bềnh, tất nhiên là không thể bồng bềnh như dạ trước đâu, nhưng mà là tương đối là sắc nét và đẹp. Đây, hình ảnh trực diện của chiếc sập thập điểu vừa mai. Đây, quá là đẹp luôn. Bộ phòng thờ không thể chê vào đâu được. Này, chúng ta có kết hợp thêm bộ cuốn thư câu đối và bộ ngũ sợ thờ nữa thì là có một không gian phòng thờ quá tuyệt vời rồi. Phía bên trong này là chiếc sập thờ mai điểu kích thước là 197 quý vị nhá. Cái mẫu sập thờ này thì tôi cũng giới thiệu khá là nhiều rồi. Đây, tôi lướt lại đường nét chi tiết cho quý vị xem. Phần dạ này là cũng là đục chạm theo mẫu là dạ mai điểu. Phần cổ này thì có dòng trầu cuốn thư cũng như là chữ thọ. Đây thì những cái chi tiết như là bầu rượu cuốn thơ rồi thì 5 đồng tiền này tượng trưng cho tài lộc rất là ý nghĩa. Cái bộ sản phẩm này thì những phần về đường nét hoa văn đục chạm thì là rất là ý nghĩa. Cái chân là chân cây, mẫu sập thờ mai điểu hay còn gọi là mẫu sập thờ cây. Cái phần ván mặt thì của hai bộ này là ván mặt đều là ván mặt hai lá. Quân tranh sọc là dày 7 phân. Ok, tôi lại quay lại tổng thể của bộ sản phẩm để quý vị xem. Mọi người có nhu cầu thì xin liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở của tôi thì có địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có số điện thoại là 0987 510 806. Địa chỉ website là đồgỗtùng8.com. Tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của bộ sản phẩm này, cũng như là quý vị có thể tham khảo thêm được rất nhiều mẫu sản phẩm khác khi truy cập vào website đồgỗtùng8.com. Cơ sở của tôi thì chuyên nhận đặt hàng các loại sản phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp bằng chất liệu gỗ tự nhiên, nội thất phòng khách, nội thất phòng thờ, phòng ngủ, phòng bếp, phòng ăn. Mọi người nếu mà yêu mến
thì hãy bấm đăng ký kênh chúng tôi để có thể theo dõi được những cái bộ sản phẩm mới nhất, cũng như là chúng tôi thường xuyên chia sẻ những video kiến thức về đồ gỗ nội thất cũng như là phong thủy ở trên kênh. Rồi xin cảm ơn mọi người nhé. Và hiện tại thì tôi sẽ xin kết thúc video ở đây, và tôi chuẩn bị để bốc xếp cái bộ sản phẩm này lên xe để bàn giao cho anh khách hàng. Rồi, ok mọi người.